Hello, xin chào các bạn. Mình sáng mình quay lại một cái cây mà nó nở qua đợt 2 này các bạn. Cái đợt 1 các bạn, mình thấy hình như nó rụng các bạn. Nè, mình trùm cái này lại nè, nó nóng mình trùm cả ngày các bạn. Mình trùm sợ mưa cái mình không ở vườn á, mình trùm. Trùm cái nó làm như có một số nó mát nó đậu nè. Hôm nay là cái đợt 2 nè, mà không sao các bạn. Cái cây mà nó ra hoa ra bông vậy mà nó 2-3 đợt vậy là cây nó suy, nó sẽ chết. Nó sẽ ấy, nó không có, nó sẽ xi cây. Nhưng mà bây giờ là nó rệt, bữa nay nó nở rồi các bạn. Nhưng mà vẫn còn bông nè các bạn. Đó, bông nè. Nó nở, các bạn thấy nở không? Cái đợt đầu nè các bạn. Đầu làm như nó rụng nè các bạn. Các bạn đừng có lo nha, nó rụng nhưng mà cái cây thì nó nở rất là nhiều. Cái mùa này các bạn, mình nói nè. Cái mùa này như cái cây nào mà nó không qua, không ấy á. Cái ít nhất là nó cũng phải có cái hoa. Hiện nay nó tạo nụ hoa. Còn cái thứ hai nữa là nó nở. Cái thứ ba nữa là nó mang trái. Những cây nào là sớm nhất á, thì nó mang trái. Còn cây nào bây giờ là nó tạo hoa, nó nở là nó đúng là cái mùa. Thấy không? Còn cái mà nó ôm hoa như vậy nè. Đó, ôm hoa như ngón tay mình đó. Là cây nào hiện nay cũng có. Tất cả ba miền đều có hết. Mà cây không có thì nghiên cứu lại. Là nó không có luôn đó các bạn. Ra trễ lắm. Đó. Cây của mình thì giờ nó cái đợt đầu nó rụng rồi các bạn. Nó hư nè, mình trùm này lại nè, mình sợ nó nắng á. Sợ nó mưa cái mình trùm lại cái bữa sợ trời dự báo thời tiết mà nó mưa nó không mưa. Nó nóng. Nhưng mà không sao. Nó cũng đậu số trái. Cái chân này, đậu nè. Nó quay hết cho các bạn xem. Đó, bên này nó đậu nè các bạn, thấy chưa? Nó đậu nè. Và một số bông nó đang ấy nè các bạn. Đó. Mình nói thật chứ mình không có giấu, cái nào rụng nó rụng, cái nào đậu nó đậu. Không. Nhưng mà cái cây này là cây trái rất xiêm nè. Nó đậu số rất là nhiều nè các bạn. Không. Đó. Nó 2-3 từng lớp luôn, từng bông luôn. Bạn thấy không? Nó qua nè. Bữa nay nó nở nè. Đó, bữa nay để chắc một số cây nó nở rồi, đã mình lát mình quay lại các bạn. Đó. Đoạn dưới nó nở, dưới nó trên luôn, thấy không? Đó, nó nở nè. Cái máy này sao ngộ mình quay á, mình thấy các bạn, mình thấy đó nó vô hết màn hình nhưng mà khi mình quay lên cái nó lạnh nó mất các bạn, mình không hiểu luôn. Đó. Trên trồng lát mình gỡ ra các bạn. Này trồng là trồng cái hiện tượng mà sợ nó mưa nè. Đó. Sợ mưa cái mình trồng mà không. Mình móc mình không có trồng nữa các bạn. Trồng còn nó thiệt hại thêm. Ha. Đó. Mình nói đây nói chứ mình cũng bảo quản cho nó các bạn, thấy không? Đó, bạn thấy qua không? Qua trắng không? Như tiết luôn. Đó. Mình quay sơ qua cây này rồi mình vô mình chỉnh cái cây kia các bạn. Cái cây này thì không nở nè, ôm qua hoài. Nó còn cây đó là nở trắng. Mình quay từ xa nè các bạn thấy nè, phải không? Đó. Đó nở nè. Rồi cây này nó cũng đậu số trái các bạn. Bữa mình có trùm nè, mình trùm đó, nó đậu số trái nè. Nhưng mà hoa nó vẫn còn rất là nhiều nha các bạn. Nè, hoa nè. Đó. Hoa nó quá trời hoa luôn. Còn lớp này nó có đậu mà có rụng nữa các bạn. Chứ nó không có đậu hết đâu. Đậu hết là cây này chịu không nổi đâu. Nè, mình trùm lại cái nóng các bạn. Nè, làm như nè. Rứt luôn cho các bạn coi nè. Làm như nó cháy luôn cái bông, thấy không? Nó héo luôn cái bông nè. Trùm lại các bạn. Trùm lại cái ni lông này nó nóng các bạn. Nè, nó cháy quéo luôn nè. Là cái gì cũng phải có cái qua kinh nghiệm. Ta che vào cái lưới lan, còn mình chơi cái bộ lưới, cái bao này. Bao này nóng hàng gì. Thì cái chuyện đó mình cũng phải qua cái trải qua cái ấy mốt mình không có trùm nữa. Mình sợ nó lưới lan thì mình mua không có kịp các bạn. Mình thấy trời chuyển mưa mình trùm đại sao vừa trùm xong cái chuyển qua nắng. Cái mình không có gỡ ra đây nè, các bạn thấy không?
quéo luôn nè. Đó, chuyển bại thành sủi, tưởng đâu an toàn rốt cuộc không an toàn, gây hậu quả. Nhưng mà không sao nè, bông nó còn rất là nhiều đó. Bạn thấy đây, cây bây giờ là cây này bông rất là nhiều đó, thì mình dừng cắt mấy cái này mình bỏ qua để dưỡng cái bông trên. Còn hàng bông hàng hà luôn, bạn quay bông cho bạn xem. Đây, ra bông này. Bông này. Cây này là mới ra lần đầu tiên nha các bạn. Cây này mới ra lần đầu tiên mình lấy về các bạn. Đó, thì giờ cái nào thì nó cho cây. Hiện nay cây mà mình nói vậy các bạn, cây hiện nay là những cây hải châu á, ít nhất là cũng phải có bông, chứ không có cây nào không bông á. Không bông là những cây nó hiếm muộn. Không, vườn mình thì có một số cho bông, số hiếm muộn, là số là nó cái dạng mà nó non các bạn, này nó không cho bông. Còn mấy cây mà cái chi cành nó bằng tay cái không có bông thì phải xem xét lại, chi cành nó già mà không cho bông á, không xem xét lại. Mấy cây này mình bấm giật nhưng mà vẫn cho hoa cho bông nè, thấy chưa đó. Rồi mình sẽ vô mình làm cái clip để mình... Đây sáng nè các bạn, sáng mình tính mình sửa sơ cây này lại với clip cho bạn xem. Cây này thì nó gì không có gì đẹp và nó bình thường thôi, chỉ dằn chi tàn lại thôi. Đó, giờ mình cắt nè, cắt những cái chi tàn này thì mình sẽ vô chẻm chỉnh lại. Cây nó mất thời gian lắm. Cây này mình lấy giờ nay cũng một năm mấy rồi các bạn, năm mấy rồi đó, cũng lâu lắm rồi. Chưa
sửa cơ bản thôi. Tức là cây này á, là cây mini, sửa cơ bản theo cái lối của mấy sách vở là theo bài các bạn. Tại vì mình sửa tàn bắt tàn chi, mình sửa theo cách đó. Cây thôi, cây này nó mình sức vậy mình đem về nó sống rồi các bạn. Thôi mình là thôi mới sống chứ không phải là cây đã có tàn về mình đó. Mình tự chỉnh tự sửa lại đó. Rồi, thấy không? Rồi. Rồi tay này nữa, sửa sau này để có đỡ công sửa sau này nữa. Một ly sau này nó sẽ ấy. Sáng mình phải sửa tay mình cây. Mình không sửa thì cái vườn mình nó thành cái rừng các bạn. Sáng nào mình cũng sửa vô chậu này kia nọ, đủ thứ tròn đó. Chơi kiển nó phải vậy. Các bạn mà chơi kiển ha, mà không sửa kiển á, thê sửa bằng cái đó, thê sửa. Mà hẹn trời vô nay ngày mai ngày mốt mệt lắm, tự thân vận động đi. Biết là không làm hư bỏ ha. Hư thì có mình là mình hư cây này thì mình làm cây khác vậy thôi. Chứ mình làm mình các bạn cứ làm mà cứ sợ thì các bạn không bao giờ bạn làm được. Cứ làm theo ý của mình đi, mua cây về cứ làm khi mình thấy được á thì anh em được rồi. Đúng chỗ cũng như không. Đẹp các bạn, cho mình nghiên cứu là cái lá này là được á, lá này là chơi được. Cái trái thì chưa thấy, chưa biết chưa nói được. Mà cây này là cà bảo hành mình là cây vĩnh lợi. Sửa xong quay lại các bạn, tổng thể cây này là dáng nó được các bạn, dáng nó đẹp mà nó không chưa cho hoa cho trái. Thì cây này á các bạn nào thích thì cứ giao luôn, không thích thì mình còn không ấy, tại vì cây của mình á là phải có hoa có trái mình mới giao luôn.
này sửa, chỉ sửa thôi, sửa cho cái đàn nó không có đi bậy thôi. Đó. Dài các bạn, dài rồi đâm ra chỗ cũng mất thời gian các bạn nữa, mình cũng làm tranh thủ dữ lắm. Xem ấy thì tua qua có gì đâu không. Cây thì mỗi kiểu. Thích cây mini các bạn, mình thích sửa những cây mini nhẹ, đinh ra đinh vô nó dễ nữa, còn nó cây to thì mệt lắm các bạn, nó cây to sửa các bạn sửa mệt dữ lắm. Đó mà một là mình thuê người ta đinh ra đinh vô, hai á là mình tự mình đinh thì nặng quá. Xong rồi các bạn đổ cái ống nó xong. Rồi. Một tác phẩm đơn giản. Các bạn đây quay hết cho các bạn xem từ trên dưới nè, cây này mình lấy cái mặt này vô nè các bạn ha, mặt mình lấy vô đó, cái này thì nó hơi dẫn lên vẽ nó xuống một chút đó, cái mặt này vô rồi đơn giản làm nó quay lại các bạn coi nè. Nãy cây ban đầu thì ba bạn thấy sao, giờ cây này sao ba không, mình lượn lại ha, trên xuống nè các bạn, trên xuống
mỗi buổi sáng một cái clip. Cây này cái hoành đây các bạn, để mình đo coi hoành đây bao nhiêu. Cây này mình bảo hành là có trái nha, trái nha các bạn, tại vì mình mua kiển á là mình phải cầm dao kèo rồi. Còn đây có 7 cao các bạn. Đầu 30 mặt chậu lên là 34. Cái tán ngang nó là 35. Vậy thôi. Bây giờ biết sao. Nó cho nhiêu mình làm nhiêu đi. Cái thân nó nè các bạn, đó, nó lắc nè. Thấy không? Nói chung là lắc lên lắc được 2 co, 1 co đen co nữa rồi, còn cái trên cái đọt thì mình tự mình lắc nó nhiều đó thôi. Rồi chiếc cũng dài các bạn đó. Đây cái cây này các bạn, cây này là mình sửa chơi mà mình thấy nó đẹp các bạn nè, mình cho nó lên cục đá nè, cái trên nè đó, mà cứ nuôi đi. Cây này mình mua cái cây này các bạn, cái giống của không phải của ngoài La Cà, nhưng mà cái giống của khác mình không có nói kênh đây, trải nghiệm mình ghép vô cục đá, cái gốc này rất là bự đó, đá coi nó ra làm sao đó. Rồi, cái vườn mình cây ở đây lúc nào cũng cây nào cũng có qua có trái nha các bạn nè, quay hết nè, qua nè, qua nở nè các bạn, cây này nè. Đó, hoa nở đây, hoa nở nè, đây cũng hoa nở nè, quay hơi nhanh đó, hoa nở nè, ở đây cũng vậy nè, nó hoa nở đậu trái nè các bạn, họ thấy không, cái này là không có bịch lợi nè, nó không có chín, còn bịch cái bao lợi nóng nó chín luôn cái trái đó. Cái này cũng có hoa nở nè, ít nhiều thôi các bạn đó. Cây này, còn cây này là cái cây mà mình cây về nó chết đó các bạn, nó lao á, mình cắt thì nó mới ra, mới tỉnh thôi, mà sau nó còn rút lá, mình lát mình xịt thuốc nó làm sao. Này cũng nở nè các bạn, đó các bạn thấy không, qua nở hết đây, qua nở nè. Nói chung là những cái cây mà cách non thôi những chân cành non bấm ra không nở thì qua thôi, còn tất cả đều có nở qua hết. Nó đậu trái nở qua luôn, thấy không đó. Còn mấy cây mới đem về mới bấm tàn là không nở thôi, có là cái đương nhiên nó nở qua đậu trái hết này nè. Cái này cũng vậy nè các bạn thấy không, cây nào nè nở qua nè, hiện nay vô mùa nha các bạn đó. Hiện quay sơ là cho các bạn xem nè, cái từng lớp trước rồi nó rụng, từng sau nó ra bông nữa nè, bạn thấy ra bông không, cây ra chừng nào đậu thôi à. Tại vì cây này nói chung là cũng có cây này cây kia, nhưng mà của vườn mình là cây nào trái thì đạt chuẩn rồi các bạn, chứ không có cái dạng cây em bậy. Nó cây này cái mini cũng ra qua nè các bạn, thân rất đẹp nhưng mình chưa sửa không có kịp. Cây này thì nó bệnh vô tư, bệnh hoài, bữa nay mình hôm qua mình tưới, bữa nay chắc mình ngưng tưới nó bữa quá. Cây kiển mình thấy khô mình chịu không nổi các bạn đó. Rồi mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Mấy cây này mới bẻ nè, nó mới gì đâm chồi nè. Muốn chung cây hãy châu các bạn, không có khiển nó được đâu, muốn cho qua muốn không à đó. Rồi mình xin kết thúc chính. Có nhiều anh em dặn hái trái chín này để giao lưu mà chưa chín các bạn. Nó mới có hùm hùm này, chắc chim nó ăn cũng hết quá. Nó thành bao dây nó lợi hàng sao không hiểu luôn. Rồi. Kết thúc nha các bạn.